nay là ngày 28 tháng 11 năm 2018, thì cô cùng Đức cùng bà con cũng đến trao cho cô Bảy thêm 1 triệu nữa. Thì bữa trước dư 2 triệu, bây giờ cô trao thêm cho gia đình để chăm sóc cho cô Bảy. Thì cô vừa hồi con giữ lại 1 triệu. Cô cũng xin đại diện cho cô Bảy cũng cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ cho cô Bảy trước đây. Thì cô cũng xin thành cảm ơn và chúc quý vị luôn sức khỏe. Cô cũng cảm ơn trước nữa sư cô, sau nữa cô Đức với bà con trong chùa giờ cũng giúp đỡ giùm con này, con cũng bùng được thầy nào thì thầy nói nhờ đây từ hai đô lớn cũng nhờ mong các cấp cô nhiều coi như các mình thần quân coi như giúp cho bà con được một bữa nào mà mừng bữa nấy, giờ thì con đi đứng cũng được, cũng có người lui. Giờ ngầu thì ngầu được, có chút cũng đứng chứ mà đứng là đứng không có được, mà giờ lại không biết, anh không được, anh không được nghi á. Long yeah.